sư khi thực khi quán bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp tại cùng một thời điểm, ta chỉ quán được một xứ hay có thể quán toàn bộ bốn niệm xứ trong cùng một thời điểm? Ví dụ vừa quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp trong cùng một giây phút hiện tại. Đó là lý do mà quý vị nên học Atidam. Để quý vị biết được một chuyện đó là trong một cái sát na, một cái tâm ấy thì nó chỉ biết được một cảnh thôi. Không có chuyện một tâm nó biết được hai cảnh. Cho nên khi mà thực tế hành thiền ấy, thì quý vị chỉ quán một niệm xứ thôi, chứ quý vị không có quán cả bốn niệm xứ. Xin lấy ví dụ như một cái xe, một cái xe thì nó không chính xác. Một cái âm thanh, như ví dụ như quý vị có bốn cái chữ cái, quý vị đọc ra A B C D, thì trong cùng một lúc quý vị có thể chỉ có thể nói một âm tiết thôi, ví dụ âm A hoặc âm B, âm C hoặc âm D. Dù quý vị có nhanh cỡ nào đi nữa, quý vị có đọc AB thì nó cũng là A và B. Chứ quý vị không thể nào gom hai cái thằng đó, quý vị ép lại chung một cái mà quý vị đọc được hết trơn. Thành ra đó, một cái tâm thì nó chỉ bắt được một cảnh thôi. Và quý vị nên thực hành đi. Khi mà quý vị thực hành ấy, thì quý vị sẽ thấy là nó rất là rõ ràng, chứ không mình không cần phải ngồi để mình lý luận đâu. Mặc dù biết thì chúng ta vẫn phải biết cả bốn niệm xứ, phải biết cả bốn niệm xứ, nhưng mà khi thực hành ấy thì chúng ta thực hành cái nào nó nổi trội nhất thì chúng ta thực hành. Ví dụ như quý vị đang quan sát hơi thở, thì nếu như cái cảm thọ đau ấy nó xuất hiện, quan sát hơi thở là một chuyện ha, cảm thọ đau là một chuyện, nhưng mà do cái sát na tâm của mình đi, nó quá nhanh đi, cái tâm nó sanh diệt liên tục, thành ra chúng ta có một cái ảo tưởng là mình vừa thấy hơi thở mà mình vừa có cảm thọ đau. Nhưng mà thực tế đó là quý vị qua cái tâm mà quan sát hơi thở vừa diệt, quý vị lại quay qua quý vị quan sát cái đầu. Rồi cái đầu nó diệt, quý vị lại quay qua quý vị quan sát hơi thở. Quý vị làm cho hai cái anh này đó nó xen kẽ nhau. Thành ra cái chuyện mà chúng ta quan sát đó, nó không có được thuần. Do đó cái kỹ thuật là như thế nào? Nếu như cái cơn đau mà nó không ảnh hưởng, nó không có quấy rầy mà quý vị vẫn có thể quan sát được hơi thở đó, thì cứ thay kệ cơn đau đi, tiếp tục quan sát hơi thở. Còn nếu như cơn đau nó trở nên nổi trội, và cái hơi thở, cái chuyện quan sát hơi thở nó trở nên yếu đuối, thì quý vị quay trở lại quan sát cơn đau và không có quan sát hơi thở nữa. Từ đó đó chúng ta chuyển từ cái thân quán niệm xứ qua cái thọ quán niệm xứ.